Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tới game đầu tiên nha. Subway Surfer, let's go. Ok. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Scary Teacher vào đây. Let's go. Bắt hai đây. Steamy, steamy, way to be clean. Cái này thì các bạn sẽ phải chôn bà ta bằng cách là các bạn có thể cho bà ta tóc và da cứng, hoặc các bạn có thể làm cho bà ta rụng hết tóc. Đây là lọ kem, xong bà ta đi đâu? Bà ta xuống nhà rồi. Mình sẽ lên trên này vào phòng tắm của bà ta. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Granny Chapter 2 của hãng Developer. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Let's go. One Day, một tựa game horror game. Ok, let's go. Giờ mình sẽ lên luôn tầng 2. Ông già đang ở kia. Squeak. Súng điện đây rồi. Mình sẽ tháo đường nước ở đây xuống. Rồi, và mình sẽ ra. Nếu mà gặp ai thì mình sẽ bắn luôn. Let's go, let's go. Oh my god. Mình sẽ lấy chiếc khóa của ông này.
các bạn sẽ thoát ra khỏi nhà ông bà này bằng cách các bạn sẽ phải bay, lái máy bay, và các bạn sẽ phải tìm những món đồ để tẩu thoát khỏi nơi này. Ok, let's go. Tiếp tục nào. Ok, cho lại vào trong. Ông ta đang ở đây. Xong có gì không? Oh my god. Wow. Bắt rồi. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Roblox. Pika, let's go. Ở đây thì chưa ai mở cửa nào cả. Chắc bị ông ta bắt hết rồi. Chín luôn, tài thật. Ok, trên đi ta. Thank you.
Cô làng này đang muốn bắn mình à? Chạy thôi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. See you in here. Play, one day. Xong các bạn sẽ tìm tiếp cuộc chơi rồi của ông ta rồi. Oh my gosh, bị bắt rồi. Ở đây thì các bạn sẽ phải trả lời 3 câu hỏi ở trong phần 1 này, và khi trả lời xong là các bạn sẽ sang phần 2. Đấy là một tựa game series kia khá là hay và hot trong những tháng vừa các bạn nhé. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Grandi Chapter 1. Let's go. One day. Okay. Một cái kim.
Một khẩu bắn súng, ok. Và các bạn cần 3 mảnh ghép thì mới ghép thành một khẩu súng được. Dưới này xem có gì không? Một miếng thịt. Con chim này đang nằm giữ cái gì? Một chiếc chìa khóa, ok. Oh my gosh. Không hiểu bà ta đặt một cái bẫy ở đây mà mình không để ý luôn. Wow wow, đặt giữa luôn đường đi. Ok, và khi các bạn dính bẫy thì các bạn chắc chắn sẽ một điều là các bạn sẽ chết 100%. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Slender Free. Let's go. Ở tựa game này các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 bức hình trong tựa game này. Và khi gặp Slenderman các bạn quay đi thật nhanh để tránh ông ta đến gần các bạn, sau đó thì các bạn sẽ bị bắt. Ông ta tiến càng gần thì các bạn càng khó chạy. Rồi mình sẽ đi này xem như thế nào. Gần đây có. Mình đầu tiên. Oh my god. Rồi, chạy luôn xuống đây. Đi vào khu rừng nào. Ở đây xem có đường đi vào khu rừng không? Không có. Mình sẽ đi ở đây. Bình thứ hai. Ok, let's go. Chúng ta quay lại luôn. Đôi khi ông ta sẽ bất ngờ đứng ngay đằng sau bạn, cho nên các bạn phải các bạn để ý lúc mà ông ta xuất hiện, đó thì có thể xuất hiện ở đằng sau luôn. Chạy nhanh nào. Oh my god, gần đây có một bức hình đây rồi. Bình thứ ba. Đó, và các bạn cứ đi xung quanh cái map bản đồ này và sau đó tìm đủ 8 hình là các bạn sẽ hoàn thành được tự nhiên này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Let's go. Đi vào đây. Đây là một tựa game ma kinh dị. Wow. Oh my god. Tức là cái này hình như là con ma nó nhìn lâu là các bạn sẽ chết. Cho nên khi nó xuất hiện các bạn phải chạy đi thật nhanh. Rồi ok, mình sẽ phải rút kinh nghiệm vào này. Chạy luôn. Wow. Một món đồ.
Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lại xem. Cái chòi mình sẽ tiến vào cái chòi này xem như thế nào. Một cái chòi luôn. Món đồ thứ hai không lên cái chòi nào. Lâu quá. Wow. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.